Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Họ đang chơi với lửa là một bộ phim kinh dị năm 1984 của Mỹ do Howard Avedis làm đạo diễn. Mượn một số yếu tố từ The Picture năm 1974, bộ phim kể về một giáo sư đại học dâm đãng, người quyến rũ một sinh viên ngây thơ như một phần âm mưu quỷ quyệt nhằm lôi kéo anh ta tham gia vào một kế hoạch do chồng cô lập ra để thừa kế tài sản của gia đình anh ta. Tuy nhiên tất cả những điều đó đều bị gạt sang một bên vì diễn biến của một kẻ mất trí đeo mặt nạ đang tàn sát dàn diễn viên theo phong cách kẻ giết người Jackson. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Simbo Dailing, Eric Brown, Andrew Pry, Paul Clement, Catherine Steven và Gin Bicknell. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Simbo Dailing vào vai Daniel Steven, một giáo sư đại học gợi cảm, đã kết hôn với một giáo sư khác, Michael Steven, người đứng trước cơ hội thừa kế một khoản tiền khá lớn từ Lillian và Letty Steven, mẹ và bà của anh ta, khi họ bắt đầu trở nên già yếu. Daniel cảm thấy không thể đợi thêm, nên đã thúc giục cậu học trò bị ám ảnh của cô là Jay Richard giúp họ sớm giành được quyền thừa kế. Để thuyết phục chàng sinh viên trẻ, Simbo mời anh ta đến du thuyền của mình, dụ dỗ anh ta và sau đó yêu cầu anh ta làm một điều có lợi cho chồng cô và cô. Hãy đến biệt thự của mẹ chồng cô, dọa bà ấy sau khi trời tối và bỏ chạy. Toàn bộ sự việc nhằm giúp Michael có thể khai ra người mẹ già của mình thiểu năng trí tuệ để ông có thể kiểm soát tài sản của bà. Tuy nhiên thay vì sợ hãi Jay, người phụ nữ lớn tuổi đuổi anh ta bằng một khẩu súng trường. Và ngay khi anh ta bỏ chạy, bà ta đã bị sát hại dã man bởi một kẻ đột nhập khác. Jay chạy đến xưởng đóng thuyền và giải thích những gì đã xảy ra với Daniel và Michael. Michael nghi ngờ Jay khi anh gọi điện thoại về nhà nhưng không nhận được câu trả lời. Bộ ba đi đến ngôi nhà nơi họ phát hiện ra hai người đã bị sát hại. Sau đó, một Michael say rượu đối mặt với Daniel và buộc tội cô có quan hệ tình dục với Jay. Daniel gọi cho Jay và thông báo cho anh ta về cuộc chiến của họ. Cô ấy hỏi anh ấy có muốn cô ấy đi qua không thì Jay nói đồng ý. Daniel đến gặp Jay và nói với Jay rằng cô ấy đang ly hôn với Michael, sau đó họ làm tình. Michael tìm đến chỗ họ nhưng Daniel cố gắng tránh anh ta và Jay thuyết phục Michael rằng Daniel không có ở đây. Michael sau đó nhìn thấy xe của Daniel và quay lại. Nhưng lúc này Daniel và Jay đang ở trên du thuyền. Michael theo dõi và phát hiện ra họ, nhưng một kẻ tấn công không rõ danh tính xuất hiện đã giết chết anh ta. Jay đuổi theo kẻ tấn công đến biệt thự và bắn hắn bằng một khẩu súng trường mà anh ta đã tự trang bị trước đó. Daniel vạch mặt tên sát thủ, tiết lộ anh ta là Bert, một người bạn thời đại học của Jay, cũng là con riêng của Lillian và Walter, người làm vườn của gia đình, đồng thời cũng là anh họ của bà. Họ đang chơi với lửa đưa bạn trở lại những năm 80, nơi những bộ phim về chuyện của giáo viên và học sinh và các trường dạy trực tiếp mặc bikini được coi là phù hợp với khóa học. Bộ phim phản ánh những vấn đề đạo đức đáng lo ngại trong cuộc sống, sự tham lam, ngoại tình, loạn luân, tống tiền và giết người. Con cái hãm hại cha mẹ để giành quyền thừa kế, mẹ lại có con riêng với anh họ. Tất cả những thứ đổi bại đó đều xuất hiện trong bộ phim này, làm cho bộ phim trở nên xấu xa, ngu ngốc, cuối cùng là vô nghĩa. Mặc dù kịch bản khá tệ hại, nhưng bộ phim có đủ cảnh khỏa thân và máu me để khiến mọi thứ trở nên đáng xem. Sự tham gia của Simbo Dailing thực sự là một sự cứu vãn đối với bộ phim. Xuất hiện và khỏa thân trong gần phân nửa bộ phim, và chỉ điều đó thôi, Dailing đã khiến cho bộ phim trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Nếu không có sự xuất hiện của cô ấy, bộ phim phần lớn sẽ bị lãng quên với một cốt truyện ngớ ngẩn. Dailing đóng vai trò một nữ giáo viên quyến rũ tinh danh, người đã quyến rũ và lôi kéo một trong những sinh viên trẻ của cô, để khiến anh ta trở thành kẻ bịp bợm trong một âm mưu giết người mà cô tham gia. Anh chàng may mắn đó là Eric Brown, người có cơ hội được hợp tác với những người đẹp đình đám thời điểm đó. Đầu tiên là Private Lesson năm 1981 với Sylvia Crystal, và sau đó là Họ đang chơi với lửa với Simbo Dailing. Nhân vật của anh ta, một trong những học sinh của Dailing, được cho là có những cú hích không thể kiểm soát đối với cô ấy. Nụ cười toe toét mà anh ấy thể hiện khiến anh ta trông khá ngớ ngẩn.
và là một trong những dấu hiệu cảm xúc tăng lên mà anh ấy thực hiện trong vai trò này. Mặc dù là một bộ phim kinh dị bí ẩn, nhưng nó không mang lại sự đáng sợ nào. Thay vào đó, nó giống một câu chuyện khiêu dâm vui nhộn nhiều hơn, với những cảnh khỏa thân và tình dục ướt át. Kẻ sát nhân cũng không thực sự gây ấn tượng khi bị hạ gục một cách quá đơn giản và dễ dàng, khác xa với những người khổng lồ không thể ngăn cản như Jackson hay Michael Myers. Các cảnh về mẹ và bà đều ổn, với một số điểm mạnh nhất của họ là sự hài hước đáng hoan nghênh, trong khi Andrew Cry đã làm rất tốt vai trò người chồng đáng nhất của Sybil. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.